Còn từ đây là nhìn lên resort. Chỗ này là đi sẽ vào cái chỗ tắm nước nóng, hot spring. Ok. Đi đối diện sang bên này, đây, hot spring. Mùa xuân nóng. Lúa thì đẹp nhỉ. Wow. Cá vàng, cá vàng. Cá chiên, cá rán, cá bơ. Bơi theo đàn luôn này. Được làm gì có. Nó bơi theo đàn đấy, nó theo con đầu đàn đấy. Suối nhỏ. Ok, vào không kia. Đi. Tảng đá cô đơn à. Đấy, đứng có một mình tảng đá. Mỗi cô buồn đến quay mọi thứ. Mang máy ảnh đến. Tiếng nước tóc rách. Chắc phải bơi ở ngoài. Bơi đây. Đây cái bể này không biết là bể này nước nước nóng hay nước lạnh hả em? Bể nước ấm nóng anh chị ạ. Số phòng. Bây giờ mình sẽ ra tủ trước mặt mình ạ. Lấy đồ thay. Nếu mà mình không có đồ bơi thì mình sẽ lấy tủ. Có đồ bơi. Có đồ bơi. Qua bên tay phải này tắm tráng với đồ cá nhân của em. Ok. Thế còn bơi ở đây đúng không? Thế còn vào trong trong phòng thì là gì? Bể ngoài này là đều nước nóng hết nhưng mà nước nó sẽ không được nóng vì trời lạnh quá. Nó chỉ ấm ấm thôi. Nước ở trong phòng sẽ nóng hơn. Chứ trong phòng là bể to như giống này không? Không ạ. Bé hơn à? Ok. Để bố xem nào là cái bể này nó có nóng không nào. Ngoài trời. À nước rất là ấm nhá. Ấm ấm nóng nóng. Ok đấy. Còn ở đây gần một cái dòng suối luôn. Đây là dòng suối. Đó, chảy từ đâu xuống này. Ấu. Đây, chảy ra kia, suối này. Kia là ruộng bậc thang, nhưng rất tiếc không có lúa. Chỗ này chảy từ đằng kia xuống. Đây là cái view bể bơi. Ok. Đấy, thử bơi sải từ đấy ra đây em nào. Có sâu không? Không ạ. Yeah, bơi sải từ đấy ra đây xem nào. Anh biết bơi sải không? Tưởng tượng đi, bố còn chưa biết đây. Bố biết bơi nhưng mà con cứ bơi thử đi. Cúi mặt xuống, cúi mặt đúng không? Quạt tay, quạt chân. Ừ, đợi một tí rồi bố mẹ ra rồi bố ơi. Ừ, đây là mấy con gà đang bơi, trời rất lạnh mà bơi nhá. Lóc ngóc, bơi đây. Bố xuống bơi đi. À, ok, đây bố xuống đây. Ui, nước nó cũng không ấm lắm đâu, vẫn hơi lạnh lạnh. Chiu. Nói chung trời mùa đông mà đi tắm là dở rồi. Ok, bye bye các bạn nhé, mình đi tắm đây. Awesome. Anh sao? Nha, bố dậy bơi sải nhá. Nha, đầu tiên là đi lại giúp đường rồi. Bơi đi, để bơi làm hết lại. Đầu tiên là con phải úp mặt xuống. Em tính nha. Đưa tay này nhá, tay bơi sải thì thế này, một xả này. Tay trái tay phải đều như nhau. Thế còn mặt úp xuống. Thôi đến nhịp thứ hai thì ngóc lên thở. Úp mặt xuống thì thở ra giống như vậy. Không. Đấy, đúng rồi. Kiểu như thế. Đúng rồi, kiểu như thế nhưng mà con phải úp mà xuống là con sải được hai sải. Chân thì đạp lên xuống này như kiểu đạp vịt ấy. Chứ không phải đạp như thế. Đấy nhìn bố bơi mẫu đấy. Đến nhìn thứ hai thở. Đúng không này?
thấy chưa? Vâng ạ. Cúi mặt xuống thì thở ra, còn lên thì hít vào mồm ấy. Đầu cúi thấp xuống. Bơi này là bơi chó rồi. Bơi này là bơi chó rồi nhưng cũng vẫn là bơi sải đấy. Nhưng mà con phải úp mặt xuống thở nhé. Thở thế à? Vù, quay lên. Phải úp mặt xuống, hay thế ấy, thì ấy. Đó, thử lại đi, bơi sải nó mệt hơn. Đến làm sao đây? Cẩn thận đấy. Đâu, con vung tay đạp chân tại chỗ nào với xe lại đây. Bố ấy nhá. Không, chân. Chân chỉ vẫy lên đây xuống rồi. Chân như chân vịt ý. Đây, vẫy lên đây xuống rồi. Không, vẫy nữa đi. Chậm thôi. Đấy, đúng rồi. Còn tay. 1, 2. Không, cúi mặt xuống. Úp mặt xuống. 1, 2, 0, 2, 3, quay vào lên thở. Bơi đi, cứ 1, 2 đến 3 thì quay lên thở. 1, 2, 3, đúng mà xuống. 2, 3, đúng rồi, bơi đi. Ok. Rồi. 3, đúng rồi. Đúng rồi. Quay lên thở bằng mồm, tất cả đều thở bằng mồm hết. Ok, đấy, thế được rồi đấy. Bơi tiếp vào bên đây, bơi nhiều sẽ quen. Bơi nhiều là sẽ quen thôi. Đây, bố bơi đang đấy nhá, bố bơi mệt lắm này. Ôi, bơi lạc được. Tí đâm ở đây đau quá. Người ta ngóc lên, ngóc cao lắm, người ta ngóc cao lắm, người thở đây. Vươn này, tay này đập lên này, vươn lên này, vươn. Không có cần Doraemon mà bơi lội. Người ta bảo là thở ra là cái người ta không thôi. Không phải. Cái này. Đúng rồi. Đây cũng được. Thì con bơi đi. Đây xuất phát từ đây. 1, 2. Đúng rồi. Nhưng mà phải hít vào chứ, ở đâu phải thở. Cẩn thận không thì ba chân vào đấy. Tình hình là ở ngoài rất là lạnh các bạn ạ. Đâm ra là phải chui vào đây. Ở trong này có cái bể nóng này. Ngâm nước nóng này cho đỡ. Đỡ lạnh. Nãy lên khỏi bể và lạnh vãi luôn. Bây giờ ở trong này ấm quá, sướng quá. Ok.